chào ngày mới quý vị và các bạn. Không còn nắng nóng hiện diện nữa, ngày hôm nay người dân các tỉnh thành miền Bắc sẽ bắt đầu một ngày mới với thời tiết dịu mát hơn. Trời nhiều mây có mưa, nhiệt độ giảm, mang lại cảm giác mát mẻ trong suốt cả ngày. Như ở tại thủ đô Hà Nội lúc này, nhiệt chỉ ở ngưỡng từ 25 cho đến 26 độ, giảm hơn so với cùng thời điểm ngày hôm qua từ 2 cho đến 3 độ, cảm giác mát mẻ càng hiện rõ. Có được sự thay đổi thời tiết này là do sự xuất hiện của một vùng hội tụ gió mới được thiết lập ở Bắc Bộ. Dưới tác động của vùng hội tụ gió lần này, ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Riêng vùng núi và Trung Du nhiều nơi còn có mưa vừa đến mưa to. Nhờ những cơn mưa mà nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi phía Bắc phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ là 32 cho đến 34 độ. Xuôi xuống miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị cũng là những vùng chịu tác động của vùng hội tụ gió, nên trong sáng sớm nay khu vực này sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác. Riêng ở tại Thanh Hóa còn có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh này là 34 cho đến 35 độ. Còn tại khu vực Thừa Thiên Huế cũng như các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, không có tác động của hội tụ gió. Tại đây chịu ảnh hưởng của gió phơn nên nắng nóng diện rộng vẫn còn tiếp diễn với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 36 cho đến 37 độ. Vùng núi phía Tây sẽ có những điểm nhiệt cao 38 độ, nắng nóng xảy ra cục bộ. Ở miền Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn trên khu vực nên nền nhiệt sẽ giảm. Ở Tây Nguyên, nhiệt chỉ trong mức là từ 29 đến 31 độ, trong khi ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ là 32 cho đến 33 độ. Đến chiều tối là thời điểm hoạt động mạnh nhất của gió mùa Tây Nam, thì những cơn mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ sớm hơn. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, chiều và tối sẽ còn có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông, quý vị sinh sống trên khu vực cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, việc ngập úng ở các tuyến đường trũng thấp cũng có khả năng xảy ra. Chuyển sang các thông tin về thời tiết biển. Trong 24 giờ tới, thời tiết trên Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa khá ổn định. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, trường gió Tây Nam thịnh hành tại hầu khắp các vùng biển và phổ biến ở mức cấp 4 cho đến cấp 5. Riêng ở khu vực giữa và Nam Biển Đông có lúc xuất hiện gió Tây Nam cấp 6, giật trên cấp 6, phần nào gây khó khăn cho các tàu thuyền có trọng tài nhỏ. Quý vị và bà con ngư dân khi lưu thông trên khu vực này cần hết sức chú ý đề phòng. Như vậy là Bắc Bộ có mưa dông rải rác, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Bắc Trung Bộ có mưa, nắng nóng giảm, Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông gia tăng. Đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 17 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy cuối tuần nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.